Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Và hôm nay thì Mua Bán Xe Cũ sẽ cập nhật gửi đến anh chị và các bạn một mẫu gầm cao 7 chỗ cực kỳ đẹp, hiện đang có mặt tại chợ ô tô Hòa Bình. Địa chỉ đơn vị là 549 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử. Bên đơn vị thì rất nhiều mẫu xe trong tầm tiền để anh chị và các bạn có thể lựa chọn. Với chiếc xe Toyota Fortuner này thì anh chị và có thể thấy qua thì xe có đăng ký biển thành phố và chính xác là biển Hà Nội. Có ngoại thất là màu bạc. Các chi tiết của chiếc xe thì được chủ xe rất là giữ gìn. Em sẽ quay qua một vòng ngoại thất của chiếc xe để các bác cùng tham quan với em. Chiếc xe này với tầm giá là chỉ hơn 500 một chút thôi. Để rõ thông tin cụ thể thì anh chị và bạn hãy liên hệ em để thỏa thuận một cái giá tốt nhất. Và em quay vòng quanh ngoại thất và nội thất của chiếc xe để anh chị và có thể thấy được cái độ hoàn hảo và độ hoàn mỹ của chiếc xe. Ở đuôi xe thì vẫn có các tính năng công nghệ an toàn như cảm biến lùi, cam lùi. Và phần nội thất của chiếc xe thì trang bị nội thất ghế da rộng rãi cho 7 người ngồi. Chiếc xe Toyota Fortuner này thì đơn vị luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ xe không đâm va, không ngập nước, bao check test toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể mang ra hãng của Gala chỉ định để kiểm tra. Ở phần đầu xe thì với những chi tiết đèn bi, đèn halogen, mâm thì trang bị mâm đa chấu hợp kim. Và có đốp lát của chiếc xe vẫn còn rất là dày, bậc lên xuống là trang bị bậc cứng rồi. Cái phần tay nắm cửa đã là chủ xe đã ốp trên cái ốp inox để chống xước. Đuôi xe thì những cái chi tiết đèn xe này, rồi cũng là cái thanh lan. Thuộc không gian cốp của chiếc xe thì rất là rộng rãi. Đây là phiên bản một cầu số tự động máy xăng. Đấy, rất đẹp các bạn. Sử dụng khối động cơ là 2.7. Cho cái khả năng vận hành thì cực kỳ tốt rồi. Biển số thì đăng ký biển Hà Nội rồi thì khi mua về thành phố lớn sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển nữa. Với chiếc xe sản xuất là 2015 này thì vẫn có hỗ trợ trả góp cho các bác nào đang có nhu cầu mua trả góp bác nhé. Để rõ thông tin cụ thể thì anh chị bạn hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết về thời gian vay cũng như là lãi suất để các bác có thể cân đối tài chính của mình. Ghế thì trang bị ghế da màu kem. Từ những phần tay nắm cửa, những phần cửa của chiếc xe vẫn giữ được trong tình trạng là hoàn hảo. Đây là phần cánh lái các bác này. Phần phím bấm lên xuống kính rồi chỉnh gương. Vô lăng tích hợp 4 chấu. Đây là phiếu nhắc thay dầu. Xe lăn bánh với quãng đường là 132.800 km. Với chiếc xe này thì nó chỉ là một chiếc xe thực dụng cho các bác có thể trải nghiệm thôi, chứ còn về tính năng công nghệ thì nó không được nhiều. Đấy, độ an toàn thì nó cũng rất là cao. Với thương hiệu của Nhật thì thiên về sự bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, và cũng như là tính năng cái thực dụng nhất cho người ngồi thôi. Và em sẽ mở cái phần nắp capo lên để anh chị và các bạn có thể tham quan chi tiết về không gian khoang máy của chiếc xe, để thấy được khoang máy của chiếc xe nó như thế nào. Đây là chiếc xe vừa về cửa hàng thôi, chưa dọn dẹp gì đâu, đâm ra máy móc nó vẫn còn rất là bẩn. Em quay mộc cho anh chị và các bạn có thể thấy. Nếu anh chị và các bạn quan tâm thì hãy liên hệ em sẽ gửi chi tiết những cái phần mà anh chị và các bạn yêu cầu. Cái chiếc xe rất đẹp về kiểu dáng lẫn nội và ngoại thất của chiếc xe. Mặc dù sản xuất là 2015, trải qua hơn 7 năm sử dụng nhưng mà vẫn còn rất đẹp. Đấy, chi tiết của chiếc xe. Với chiếc xe này hiện đang giao bán với mức giá 580 triệu anh chị nhé.